Arsenal đã kết thúc vòng 5 Ngoại hạng Anh 2021-2022 bằng chiến thắng tối thiểu trước đội chủ nhà Burnley. Khoảnh khắc tỏa sáng, Mofa đã phạt hàng rào đẹp mắt của Martin Ødegaard đã mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò Mikel Arteta. Trong một trận đấu mà dù tung ra sân đội hình với sức tấn công rất mạnh, tuy nhiên Arsenal lại thi đấu khá bế tắc trong xuyên suốt 90 phút trên sân. Những tên tốt nhất đã được Mikel Arteta sử dụng ở trận đấu hôm thứ Bảy, nhưng có vẻ như họ cần thêm thời gian để gắn kết với nhau trong một sơ đồ hoàn toàn mới. Thomas Partey đánh dấu sự trở lại trong đội hình xuất phát kể từ đầu tháng 8 sau chấn thương mắt cá anh gặp phải ở trận giao hữu với Chelsea. Tuy nhiên, một lần nữa tiền vệ người Ghana lại làm người hâm mộ lo lắng khi đã phải tập tễnh rời sân trong hiệp 2, người thay thế là Ashley Barnes. Tuy nhiên, ngay sau đó, huấn luyện viên Arteta đã lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng không có gì nghiêm trọng đối với Thomas Partey. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Anh ấy đã gặp khó khăn vào cuối trận. Thomas bị chuột rút nhưng điều đó là bình thường vì anh ấy đã không thi đấu trong một khoảng thời gian dài. Anh ấy cần thêm một chút thời gian để thể lực được hồi phục một cách tốt nhất." Một cái tên khác cũng được thay ra sân trong hiệp 2 và cũng chẩn đoán là bị chuột rút, đó là Kieran Tierney. Arteta xác nhận trên Sky Sports: "Một lần nữa anh ấy lại gặp vấn đề. Tôi nghĩ anh ấy bị chuột rút. Mặt sân khá cứng trong ngày hôm nay và điều đó đã làm ảnh hưởng đến các cầu thủ của chúng tôi. Tôi mong rằng Kieran và Thomas sẽ hoàn toàn sung sức trong cuộc đụng độ Tottenham vào cuối tuần sau." Kieran Tierney đã đá chính trong cả 5 trận đấu của Arsenal tính từ đầu mùa giải cho đến thời điểm này. 2 trên 5 trận đấu đó anh bị thay ra sân ở hiệp 2, nhưng đều không phải là do những chấn thương nghiêm trọng. Bên cạnh Thomas Partey và Kieran Tierney, hai cái tên khác cũng đang có nhiều khả năng trở lại ở trận derby London vào cuối tuần sau, đó là Mohamed Elneny và Granit Xhaka. Elneny đã bỏ lỡ trận đấu với Burnley vì vấn đề về gân khoeo sau khi dính chấn thương trong trận đấu kín với Brentford. Theo nguồn tin từ trang chủ Arsenal, hoàng tử Ai Cập gặp vấn đề với gân khoeo trái. Hiện anh đang làm việc chăm chỉ với đội ngũ y tế và đang hướng tới việc trở lại tập luyện đầy đủ vào tuần này. Nguồn tin từ trang Premier League tiết lộ, Elneny có thể trở lại vào ngày 26 tháng 9 tới đây. Điều đó có nghĩa là anh có thể được lựa chọn trong trận đấu với Spurs nếu quá trình hồi phục của Elneny diễn ra đúng kế hoạch. Trong khi đó, tiền vệ Granit Xhaka sẽ chấp hành án phạt treo giò thêm một trận đấu cuối cùng của Arsenal. Đó là cuộc tiếp đón đội hạng 3 AFC Wimbledon tại khuôn khổ vòng 3 Cúp Liên đoàn. Anh đã hoàn toàn khỏe mạnh từ sau giai đoạn dương tính với Covid-19 và đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Theo đó, Xhaka sẽ hoàn toàn đủ thể lực và điều kiện để góp mặt trong trận derby sắp tới với Tottenham Hotspurs. Thomas Partey đã có trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay sau gần 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá. Anh thi đấu hơn 70 phút ở trận đấu với Burnley vừa qua và rời sân nhường chỗ cho Ashley Barnes. Tiền vệ người Ghana được cho là đã bị chuột rút, vì vậy huấn luyện viên Mikel Arteta không muốn mạo hiểm với người nhạy cảm và chấn thương như Partey. Thông qua trang chủ câu lạc bộ, vị chiến lược gia này ca ngợi màn trình diễn của cậu học trò: "Thomas thật sự quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy là tiền vệ trụ duy nhất của đội trong trận đấu với Burnley. Cậu ấy là người rất giỏi trong việc đọc tình huống và giúp các đồng đội khác chơi dễ dàng hơn. Nhiệm vụ lớn nhất của Thomas là mang đến sự cân bằng cho đội bóng và sự linh hoạt để chúng tôi có thể triển khai tấn công. Cái cách Thomas điều chỉnh chuyển đổi trạng thái ở một đẳng cấp thật đỉnh cao. Cậu ấy không thể chơi cả trận vì đã bị chuột rút. Thomas đang ngồi ngoài trong một thời gian dài, nhưng giờ đã trở lại và cần lấy lại thêm thể lực." Không chỉ Arteta, cựu hậu vệ trái Arsenal Martin Keown đã ca ngợi việc Mikel Arteta sử dụng Thomas Partey trong trận đấu với Burnley. "Việc sử dụng Partey hôm nay thực sự thông minh. Vị trí đó giúp anh ấy đứng trước 4 hậu vệ để anh ấy có thể triển khai bóng. Partey chỉ cần đứng ở đó và sau đó chơi thử bóng đá của mình. Nếu cậu ấy có thể thi đấu ở 4 trận đấu trước đó, tôi cá là mọi thứ đã có thể tốt hơn cho Arsenal." Tân binh 18 triệu bảng Takehiro Tomiyasu đã có trận thứ 2 liên tiếp đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay trong màu Arsenal. Cầu thủ 23 tuổi đã chơi xuất sắc trong trận đấu này và anh đã hỗ trợ rất nhiều cho Ben White, người chơi ở vị trí trung vệ lệch phải nhưng đã gặp không ít khó khăn trong trận đấu với Burnley. Son Dai đã chỉ đạo các học trò tấn công biên ngay từ đầu, tuy nhiên đội chủ nhà đã vấp phải sự chắc chắn ở hành lang cánh phải của Tomiyasu. Giống như cách cầu thủ người Nhật Bản chiếm ưu thế với những pha tranh chấp trên không trước Norwich, Tomiyasu thậm chí còn thuyết phục hơn trong trận đấu vừa qua với Burnley khi anh thắng 100% trong các cuộc đấu tay đôi trên không. Tomiyasu không chỉ thắng tất cả các cuộc đấu tay đôi trên không mà còn thắng cả 5 lần đấu tay đôi trên mặt đất. Chính điều này đã dẫn đến việc huấn luyện viên Mikel Arteta ca ngợi Tomiyasu trong cuộc họp báo sau trận đấu khi ông được hỏi về cầu thủ người Nhật và trung vệ Gabriel. Arteta chia sẻ: "Tôi nghĩ cả hai đều tuyệt vời, cả 4 người họ nói chung đã có màn trình diễn ấn tượng." Trong trận đấu tối thứ Bảy, Burnley đã cố gắng thực hiện 40 quả tạt nhưng chỉ thành công với 9 quả trong số đó. Ở đó Tomiyasu đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế tối đa những quả tạt vào phía bên trong vòng cấm của Arsenal. Bên cạnh đó, việc có mặt cầu thủ người Nhật Bản trên sân cũng giúp cho pháo thủ có nhiều phương án hơn trong các pha lên bóng. Bằng chứng là anh đã sở hữu 79 lần chạm bóng ở trên sân và đứng đầu trong danh sách này.